Kính thưa đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn. Kính thưa đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Bến Tre. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa toàn thể các quý vị đại biểu trong nước và ngoài nước tham dự diễn đàn liên kết phát triển thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long với chủ đề phục hồi kinh tế, phát triển bình thường mới. Lời đầu tiên thì thay mặt cho Bộ Khoa học Công nghệ, tôi xin được bày tỏ và đánh giá rất cao việc tổ chức diễn đàn này, đồng thời tiếp tục khẳng định sự đồng hành của Bộ Khoa học Công nghệ với việc phục hồi, phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung, hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của vùng nói riêng. Kính thưa toàn thể hội nghị, tôi cũng thể hiện sự hoàn toàn đồng tình rất cao với ý kiến phát biểu của đồng chí Phan Văn Mãi, của đồng chí Lê Minh Hoan về các vấn đề chúng ta phải có nghiên cứu đưa ra các giải pháp để phát triển, chúng ta phục hồi phát triển kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long bằng những khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Và bên cạnh đấy, tôi cũng chia sẻ đánh giá rất cao cái tư duy đổi mới và sự triển khai thực hiện cho bằng được liên kết hợp tác của vùng. Nhí ý những câu chuyện của anh Hoan đưa ra, tôi nghĩ đây là một cái sự thay đổi và cần phải thực hiện rất tốt trong thời gian tới. Được mời tham gia diễn đàn năm nay với chủ đề của diễn đàn Bộ Khoa học Công nghệ, cũng xin được chia sẻ hai nội dung có mối liên hệ chặt chẽ với diễn đàn của chúng ta. Đầu tiên, chúng tôi cũng chia sẻ quan điểm về sự hình thành, phát triển của đổi mới sáng tạo mở. Đổi mới sáng tạo mở thực ra là một khái niệm cũng bắt đầu xuất hiện vào năm 2003. Theo đó, các công ty đang suy nghĩ lại cách thức họ tạo ra các ý tưởng và mang chúng tới thị trường. Ở đây, các công ty bằng cách khai thác cái ý tưởng và tận dụng cái ý tưởng của bên ngoài, hoặc là cái việc nghiên cứu ở trong nội bộ doanh nghiệp, nhưng phải tận dụng nguồn lực nghiên cứu chuyển giao công nghệ từ bên ngoài vào doanh nghiệp. Nói một cách khác, đổi mới sáng tạo mở là một khái niệm kinh doanh khuyến khích các công ty khai thác nguồn đổi mới sáng tạo từ bên ngoài, cải thiện các dòng sản phẩm hàng hóa dịch vụ, rút ngắn thời gian cần thiết mang sản phẩm tới thị trường thương mại hóa, hoặc phát hành kết quả đổi mới sáng tạo phát triển trong nội bộ mà chưa phù hợp với mô hình kinh doanh của công ty nhưng có thể được sử dụng hiệu quả ở đâu đó. Như vậy, đổi mới sáng tạo mở được nhìn nhận như là kết quả đầu ra của một quy trình sáng tạo phức tạp có liên quan tới dòng chảy tri thức xuyên khắp toàn bộ môi trường kinh tế xã hội, đòi hỏi trao đổi tri thức cũng như năng lực hấp thụ từ tất cả các tác nhân tham gia, từ doanh nghiệp, viện nghiên cứu, cơ sở tài chính, các cơ quan công quyền hay công dân. Do vậy, đổi mới sáng tạo không thay thế cho quy trình đổi mới sáng tạo truyền thống, mà được nhìn nhận như bổ sung cần thiết nhằm giúp đỡ các công ty luôn cập nhật với xu thế công nghệ mới, giải quyết những vấn đề trong quá trình tìm tòi phát triển sản phẩm. Cùng báo cáo với các quý vị đại biểu, ngày 14 tháng 12 năm 2021 vừa qua, về phía Bộ Khoa học Công nghệ chúng tôi tổ chức một sự kiện, đấy là dấu ấn TechFest năm 2021. Và tại sự kiện này, chúng tôi kết hợp cùng với thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức. Và ở đây lần đầu tiên, cũng báo cáo quý vị đại biểu, về phía Bộ Khoa học Công nghệ báo cáo với Thủ tướng là có đưa ra khái niệm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo mở. Tôi có được trao đổi trong cái diễn đàn, tôi có nói về cái khái niệm này và mong muốn chia sẻ. Nếu như trong cái hệ sinh thái khởi nghiệp trước đây, chúng ta chỉ quan tâm đến những người làm khởi nghiệp, những nhà tư vấn, những khu làm việc chung, những chỗ hỗ trợ cho khởi nghiệp, thì đến bây giờ bằng những cái thực tế và bằng những kinh nghiệm của các nước ở khu vực và các nước trên thế giới đặt ra một khái niệm là phải phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo mở. Mở ở đây có thể hiểu được rằng các cái người làm khởi nghiệp lúc này thực ra là những người nhận những cái đơn đặt hàng, những bài toán từ phía doanh nghiệp, tổng công ty. Ở công ty và tập đoàn, tổng công ty và các doanh nghiệp luôn luôn có những bài toán cần giải quyết. Những ý tưởng sáng tạo thì lại đến từ những người khởi nghiệp. Và tập đoàn, tổng công ty hay chính các cơ quan quản lý nhà nước sẽ là người đặt đầu bài cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Và chính những ý tưởng sáng tạo ấy lại được các cái doanh nghiệp, tổng công ty
và các cái cơ quan nhà nước hỗ trợ tạo điều kiện để phát triển cái các ý tưởng sáng tạo đó. Và nhờ có sự quan tâm của đối tượng là các doanh nghiệp và tập đoàn tổng công ty, cho nên sau này kết quả của những người làm khởi nghiệp thì quay trở lại phục vụ cho doanh nghiệp và tập đoàn tổng công ty. Và để làm việc này thì trong quá trình thực hiện các ý tưởng của mình, những người làm khởi nghiệp tận dụng ý tưởng, tận dụng kết quả, tận dụng chất xám của các viện nghiên cứu các trường đại học trong nước và ngoài nước, cũng báo cáo các vị đại biểu trong cái sự kiện dấu ấn TechEd 2021. Chúng tôi có liên hệ, kết nối với tri thức, những người chuyên gia Việt kiều của chúng ta ở nước ngoài. Và hiện nay có 15 nước, có 21 hội tri thức. Người Việt kiều của chúng ta là những người có trình độ cao, sẵn sàng chuyển giao và đem những kiến thức ấy về Việt Nam, kết nối với hệ sinh thái khởi nghiệp ở tại Việt Nam để giúp cho các bạn khởi nghiệp Việt Nam giải quyết được những bài toán từ phía doanh nghiệp và tổng công ty. Và chúng tôi đang đề nghị với chính phủ một điều nữa. Trong hoạt động của hệ sinh thái khởi nghiệp, các sản phẩm của khởi nghiệp bao giờ cũng là mới, bao giờ cũng là vượt trội, nhưng không bao giờ được vào các cái hợp đồng, không bao giờ thắng được các cái đấu thầu của các cái đầu bài. Vì sao? Vì các bạn ấy là sản phẩm mới, chưa bao giờ có kinh nghiệm, chưa bao giờ được coi là những người đạt các cái tiêu chí như là đã từng làm những công trình và những cái thầu tương tự, thì luôn luôn là trượt ra khỏi những cái dự án thầu của nhà nước, của cơ quan, của tập đoàn, vân vân, và nhất là các cơ quan nhà nước. Đây là một ý mà chúng tôi đang đề nghị trong việc thay đổi về mặt chính sách với cái việc hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ở tại Việt Nam. Đối với đồng bằng sông Cửu Long, trong bối cảnh liên kết với thành phố Hồ Chí Minh hay liên kết với vùng Đông Nam Bộ hay với các vùng miền lãnh thổ khác, đổi mới sáng tạo mở có thể coi là một giải pháp để huy động tối đa các nguồn lực và sức mạnh của việc kết nối nhằm phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của vùng. Bản thân diễn đàn này có thể coi là một cấu phần quan trọng góp phần xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở của vùng, từng bước tạo dòng chảy trí thức trong môi trường kinh tế xã hội của vùng. Nội dung thứ hai chúng tôi muốn trao đổi là rất cần thiết phải hình thành, phát triển thị trường khoa công nghệ cho đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh. Từ phía Bộ Khoa Công Nghệ, hiện nay trong định hướng quản lý đã lấy hướng doanh nghiệp làm trung tâm, các viện nghiên cứu, các trường đại học là các chủ thể nghiên cứu mạnh. Trong thời gian qua, hệ thống cơ chế chính sách về thị trường khoa công nghệ đã được hoàn thiện với 4 luật, 6 nghị định và 12 thông tư đã được ban hành đối với đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh thành phố cũng như là thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian tới, chúng tôi rất mong muốn thực hiện một số giải pháp để phát triển thị trường khoa công nghệ như sau. Một là ưu tiên đầu tư ngân sách để hình thành sàn giao dịch thiết bị công nghệ đồng bằng sông Cửu Long, lấy hạt nhân nòng cốt là sàn giao dịch thiết bị công nghệ Cần Thơ và sàn giao dịch thiết bị công nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Hai là hình thành và phát triển các tổ chức trung gian của thị trường khoa công nghệ khu vực đồng bằng sông Cửu Long trên cơ sở kết nối các sàn giao dịch công nghệ, các tổ chức dịch vụ khoa công nghệ tại các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp với các trung tâm ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa công nghệ của các tỉnh. Ba là triển khai các biện pháp thúc đẩy chuyển giao công nghệ, nhập khẩu, giải mã các công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch, ưu tiên công nghệ từ các nước phát triển có tiềm năng tác động to lớn, lan tỏa, trước hết là đối với một số lĩnh vực công nghiệp, chuỗi ngành hàng xuất khẩu chủ lực của vùng như chuỗi tôm, chuỗi cá tra, chuỗi lúa gạo. Bốn là hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu, bảo hộ phát triển tài sản trí tuệ, ưu tiên hỗ trợ các kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp phụ trợ, cơ giới hóa, chế biến sâu trong nông nghiệp, thực hiện tốt về các hoạt động tiêu chuẩn đo lường và đảm bảo việc xuất xứ hàng hóa để đảm bảo các sản phẩm có thể đưa ra thị trường trong nước và nước ngoài, phục vụ yêu cầu phát triển bền vững kinh tế của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh. Về phía Bộ Khoa Công Nghệ, xin khẳng định sự luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện với thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long để đưa khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo mở thành động lực quan trọng để phục hồi, phát triển bền vững kinh tế xã hội. Với những tình cảm tốt đẹp nhất, xin một lần nữa gửi tới các quý vị đại biểu những lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và chúc hội nghị và diễn đàn chúng ta thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn.